3 cm nè, hay là một cái sự sai lầm cực kỳ lớn luôn. Vấn đề lâu cáp và yếu ớt thì tập mấy cái đùi tạ nhỏ xíu như thế này. Đây đâu ta? À, đây. Heo hả? Đo heo hả? Đây em đang quay chưa? Quay rồi. Đây. Ăn cũng sáng xong nè, 61 cm nè các bạn, 61 cm. Anh về để thẳng nha, anh để về. Để thẳng nè. Đo ngang rốt nè, 63 cm nè. Nè, 63 cm nè. Đó, 63 cm. Không, để thẳng là để bay nè. Anh cầm ngược chiều cho người ta thấy. Ờ, đó. Rồi, ok. Cầm máy đi, cầm máy đi. Rồi, coi, quay anh đi, quay anh để nói xong. Rồi hai các bạn, và hôm nay mình với Dung Nay sẽ đến với những cái vấn đề sẽ rất là quan trọng, và rất nhiều bạn hỏi sáng nay up cái hình lên, mấy bạn nói là Dung Nay không ăn, Dung Nay nói là Dung Nay không ăn low carb nhưng mà bụng vẫn gọn phẳng đẹp. Rồi em vô đây đi, em vô đây mặc quen đồ này à? Không sao đâu, nàng cũng quay clip rồi. Giờ sẽ rất nhiều bạn hỏi thắc mắc như vấn đề này, là đầu tiên là Dung Nay. Cái lý do mà đổi thừa đầu tiên á, thấy rất là mắc cười, đó là Juni tập tạ nặng. Trời, tôi nghe cái vấn đề này tôi hết sức là bức xúc luôn. Tại vấn đề các bạn có một cái sự nhầm lẫn vô tội vạ, và cái sự nhầm lẫn rất là nghiêm trọng và nguy hại. Các bạn mặc định đó là muốn đẹp, muốn bụng phẳng, bụng số 11 giống như nữ hay gì đó, thì chỉ cần ăn low carb. Và sáng nay vô trong fanpage các bạn đã hỏi vậy đúng không? Đúng không? Là chỉ cần ăn low carb và mong muốn có được một cái bụng phẳng đúng không? Các bạn có biết đó là cái sai lầm như thế nào không? Theo em đó là sai lầm gì? Không phải, mấy bạn nói là mấy bạn phải ăn low carb để có cơ bụng số 11, đúng không? Cái này là cái sự sai lầm. Cái low carb của mấy bạn á, là nó như thế nào? Là dạ, bỏ hoàn luôn tinh bột, không ăn khoai, không ăn cơm, không ăn cái gì từ tinh bột, chỉ ăn rau biết thịt thôi, hiểu không? Cái này là một cái sự sai lầm cực kỳ lớn luôn. Bởi vì sao? Đây, như thế này nè. Rồi, giờ em thử bỏ chân, bỏ dép ra, em bưng cái này lên cho anh. Trong khoảnh khắc em bưng nó lên cho anh 10 cái, anh coi coi. Cục này là 32,5kg nha. Bây giờ thử coi, bưng gần 10 cái anh xem nha. Chuẩn được thế. Rồi, trụ chân, khóa, bình tĩnh. Đây là làm mẫu đó nha, không khuyến khích các bạn làm. Tất nhiên là không khuyến khích các bạn học theo, để tôi dẫn chứng cho các bạn, để tôi giải thích cho một vấn đề. Lên thở, xuống hít. Dễ không? Rất là dễ luôn, thấy không? Em có biết tại sao nó lại dễ như vậy không? Không. Các bạn có biết tại sao dễ như vậy không? Đó, cái vấn đề là như vậy. Mục tiêu của các bạn nữ muốn giảm cân và có eo thon gọn là có phải là các bạn mục tiêu là có là đẹp đúng không? Là mặc được đồ đẹp đúng không? Là có sức sống đúng không? Chưa chắc. Sức sống là sao? Sức sống bây giờ em thấy cái mặt em nó tươi không? Thấy da nó hồng hào không? Em có sức khỏe không? Cục này 32,5kg, bưng một phát 10 cái, dễ không? Dễ đúng không? Nghĩa là có sức khỏe đúng không? Nếu mà các bạn đó giảm cân, mặc được đồ đẹp nhưng mà không có sức để đi chơi, đi leo núi hay đi lên Sapa chơi, thì có phải là cái việc giảm cân nó sai lầm không? Cái vấn đề của các bạn, một cái sự sai lầm, mình gọi cái sự sai lầm nó hơi quá ngu ngốc của vấn đề các bạn low carb, đó là các bạn cắt bỏ hoàn toàn tất cả các thể loại tinh bột mà các bạn không biết được rằng, ví dụ như cái cục tạ như thế này, nếu mà các bạn muốn nâng được một cái mức tập nào đó, hay các bạn muốn tập những bài gì các bạn muốn tập luyện được, các bạn phải có cái nguồn năng lượng nhanh đến từ tinh bột, ví dụ như là cơm, phở, bún, bánh, chuối, táo trước khi tập. Em biết các bạn ai bị mắc kẹt ở vấn đề gì không? Tập thì mệt, tập thì lười, nhưng mà muốn đẹp, điều này là không thể. Các bạn sẽ mặc định và nghĩ rằng một điều là các bạn chỉ cần bỏ nhịn ăn, bớt ăn hoặc là ăn ít nhất có thể, mà sau đó là sao? Sau đó là các bạn sẽ giảm cân, giảm mỡ, các bạn sẽ giảm, các bạn sẽ ốm o gầy gò, các bạn xuống ngay lập tức. Nhưng thực tế là sao? Là thực tế là các bạn
giảm cân, giảm mỡ và các bạn giảm ký xuống. Nhưng điều gì xảy ra? Cái điều xảy ra á, không, ngồi ngồi dưới đất đi. Cái điều xảy ra các bạn biết là gì không? Cái điều xảy ra là các bạn giảm xuống, các bạn giảm hết luôn. Các bạn vừa giảm ngực, các bạn vừa giảm eo, các bạn vừa giảm mỡ. Ừ, thì có thể các bạn nó giảm xuống nhưng mà các bạn không còn sức sống nữa. Đó là cái sự tai hại mà các bạn áp dụng cái vấn đề là các bạn low carb quá nhiều trong một cái thời gian dài. Rồi, như vừa rồi các bạn sẽ thấy một vấn đề đây là cái sự sai lầm của cái vấn đề các bạn low carb nhiều quá. Rồi rồi, từ đi, để tập trung anh nói cho các bạn hiểu. Sẽ còn một cái vấn đề sai lầm như hồi sáng em nói nha, là các bạn ấy low carb mà các bạn ấy chỉ ăn thịt cá. Cái vấn đề này là cái sai lầm thứ hai. Tại vì sao? Cơ thể của các bạn nó chỉ có thể hấp thu được một lượng thịt cá ở mức nào đó. Nghĩa là nếu mà các bạn bưng được cái cục lấy mà cái cục nhỏ nhỏ kia anh Minh Quả nè, cái cục màu đen á, màu đen nhỏ, tạ màu đen nhỏ, ngay tạ màu tím á, ngay cục màu tím á, cục 5kg á, Brosman nè, đây nè, cục nè, đó, ừ. Không. Lấy cục đó chị trời. Đó. Cái cục này có 5kg. Rất nhiều bạn nữ phạm cái sai lầm đó là các bạn chỉ mới bưng được cái cục này. Các bạn nghĩ là một ngày các bạn sẽ ăn được hết nguyên một cái vỉ thịt gà như vậy. Điều này nó quá sai lầm. Cơ thể của các bạn muốn ăn một nửa vỉ này thôi nhé, là các bạn phải làm sao bưng được cái cục cỡ này một cách dễ dàng, thậm chí là không cần khởi động, không cần chuẩn bị, không cần làm nóng mà các bạn vẫn có thể bưng được cái cục cỡ này 32kg một cách dễ dàng. Các bạn hiểu điều đó, khi đó xảy ra gì không? Nghĩa là cơ thể của bạn nó đã được hình thành một cái khối nhóm cơ lớn ở cái phần cơ bụng để nó thăng bằng. Để khi mà em cầm cái cục tạ này em bưng lên đúng không? Cơ thể của Juni đã hình thành được cái nhóm cơ vai, cơ tay, cơ lưng ở bên trong. Nó nằm ở bên trong á. Để có thể khi cầm khóa ngay lập tức cái cục tạ nặng gì mà không bị tuột khỏi tay. Còn nếu mà các bạn yếu thì các bạn cầm cỡ cục này thôi nó vẫn có thể bị tuột khỏi tay. Rồi cơ thể của Juni hình thành được cái khối nhóm cơ mông, đùi, khớp gối, cẳng chân. Để khi mà khóa vô một phát, ví dụ như khóa vô cái động tác như vậy, khóa vô phát, vô khóa trụ, khóa, bưng lên, bưng xuống, bưng lên, bưng xuống. Cơ thể nó có một cái sự phối hợp đồng đều các nhóm cơ để nó có thể gồng cơ, bưng lên, bưng xuống và hít thở đều. Với những người tập luyện lâu năm như vậy, tập luyện thường xuyên như vậy, tập luyện thường xuyên với tại vậy, một buổi tập tốt đôi khi bằng bạn tập tới 10 buổi với những cái cục tạ tí hon như thế này. Ở đây nãy giờ mình nói vòng vòng để các bạn hiểu một vấn đề. Khi mà các bạn low carb theo cách bạn hiểu, bạn bỏ hoàn toàn tinh bột, cơm phở bún bánh mà bạn mong chờ là bạn đẹp, bụng thon gọn mà vẫn có ngực giống như nữ, đó là một sự sai lầm rất là lớn. Sai lầm đó là bạn chỉ có thể giảm cùng lúc tất cả những vấn đề đó xuống, bạn không tăng sức mạnh, bạn chỉ đạt được vấn đề là bạn giảm cân, giảm hết cái số đo vòng eo, nghĩa là bạn ốm đi, bạn gầy như cái bộ xương á, bạn không có ngực, không có mông, không có sức khỏe, không có sức mạnh, không có sức sống. Và đến một lúc nào đó cơ thể của bạn nó hết chịu đựng nổi, bắt đầu bạn sẽ gia tăng lại và tăng mỡ rất là nhanh. Như vậy tại sao bạn không chọn cái phương pháp khoa học hơn là bạn không bị mắc kẹt ở những cục tạ nhỏ như thế này, bạn không bị mắc kẹt ở những cái bài tập đơn giản. Nhiều bạn low carb và nghĩ rằng chỉ còn một tuần một tháng đi tập 3 đến 4 buổi, làm quen với một vài bài tập, tập sơ sơ nhảy jumping jack, bước squat một cách cơ bản hay tập với những cục tạ nó rất là nhẹ nhỏ nhắn như thế này là xong. Rồi sau đó bạn cảm thấy bạn giảm được 2-3kg, bạn xả ra bạn ăn lại. Rồi sau đó vài ba tháng sau bạn thấy bạn mập quá, bạn lại quay lại vấn đề, bạn lại tiếp tục low carb và lại quay lại cái cục tạ nhỏ nhắn này. Đôi khi suốt 1 năm trời, thậm chí suốt 2 năm trời bạn mắc kẹt ở cái mức này. Cái mức nó rất là thấp. Bạn cứ tăng lên chút mỡ bạn nhẹ, bạn low carb bạn ăn suốt, tăng lên chút mỡ bạn eo ăn suốt. Thì đó dẫn đến gì? Nhiều lần như vậy cơ thể bạn nó lờn, nó bị mãi mãi cái vấn đề là bạn không giảm cân, giảm mỡ và không đẹp được.
Tại sao bạn không dành một cái sự tư duy là hãy tập luyện tăng từ cái cục tạ này lên cái cục tạ này. Tăng từ việc á, là chỉ có thể và chỉ cần ăn cỡ nửa miếng thịt gà như vậy, sau đó tăng lên thành nửa vỉ thịt gà như vậy, kết hợp với việc là ăn nhiều rau xanh, rau, trái cây, sữa chua, trứng và ăn tinh bột, cơm, phở, bún, bánh, chuối, táo một cách hợp lý trước khi tập sẽ rất là khó để bạn có thể leo từ cái cục tạ nhỏ nhỏ 5-7kg gì lên cái cục tạ 30-40kg gì rất là dễ. Ví dụ như từ nãy khi đầu video, Yuni có thể nhắc đến cục này 10 cái không cần khởi động, không cần quá nhiều sự chuẩn bị, nghĩa là cơ thể, não nó hoạt động. Một vấn đề nữa đó là cái sự tư duy, không gọi là sự tư duy mà gọi là cái hệ thần kinh vận động chủ động và hệ thần kinh bị động. Ở đây các bạn có thể thấy là ví dụ như tôi kêu bạn tập squat, bạn sẽ tập gì? Kêu bạn bước, bạn sẽ bước như thế này. Nhưng khi có ai đó xô bạn té thì có phải là bạn sẽ tự động bạn giữ cơ thể gì không? Thì ở đây nó sẽ khi bạn tập luyện lâu năm á, cơ thể của bạn nó cũng sẽ hình thành một cái gọi là hệ thần kinh bị động, nó tự động nó hoạt động như vậy. Thì giống như vừa rồi khi đầu video mình làm cái thứ thí nghiệm cho các bạn xem, vô đây không khởi động, không mang giày, không mặc đồ tập luyện, không hề chuẩn bị trước cho cái động tác đó, nhưng hoàn toàn bưng được cái cục 32,5kg này 10 cái, chuẩn tư thế, chuẩn kỹ thuật, tập vào mông, cái đó gọi là hệ thần kinh vận động một cách bị động. Cơ thể của bạn từ não xuống dưới gốc chân nó có rất nhiều những sợi thần kinh. Khi bạn tập luyện quen với những cái bài tập, làm quen với những cái bài tập tạ, bưng quen những cái mức tạ lớn, cơ thể của bạn nó hình thành cái hệ thần kinh vận động. Nó luôn luôn nó sẽ cần một cái nguồn năng lượng rất là lớn từ thịt cá, nên những người tập luyện thường xuyên dễ dàng ăn và hấp thu một cái lượng thịt cá, rau củ quả rất là lớn. Cũng tương tự như vậy, bởi vì họ hấp thu một cái lượng thịt cá, rau củ quả lớn nên cơ thể của họ dễ dàng bài tiết, tiêu hóa và tránh xa những cái đồ ăn ngọt, béo. Nó là một cái công thức chung, bạn hiểu không? Tại cơ thể nó sẽ quen, cơ thể nó sẽ rất là cần rau, cần thịt, cần cá, cần những đồ ăn tươi, chứ nó không cần đồ ngọt, bánh, pizza hay những đồ béo, đồ mỡ, bạn hiểu không? Nghĩa là khi mà bạn vận động và tập luyện thường xuyên, cơ thể của bạn, não nó sẽ hình thành cho toàn cơ thể của bạn một khoảng thời gian dài, đó là hệ thần kinh vận động. Và khi nó hình thành cái hệ thần kinh vận động đó, nó cũng sẽ đi kèm với hệ thần kinh hướng dẫn và tự động hóa cho bạn cái việc là ăn uống và lựa chọn cái dinh dưỡng một cách hợp lý hơn. Nên đừng có dại dột mà low carb một cách phi khoa học là bạn chỉ cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và bạn ăn quá nhiều thịt. Khi bạn ăn quá nhiều thịt mà cơ thể của bạn nó chỉ nằm loanh quanh cái mức tạ mà bốn một phát gì là bay như thế này á, thì rõ ràng cơ thể của bạn quá yếu để có thể hấp thu một cái lượng thịt cá quá lớn, đồng nghĩa với việc là khi bạn ăn vô nó sẽ dư nó gây ra độc tố cho cơ thể. Và dư thì nó gây ra nhiều vấn đề về bệnh. Cái mức tạ này nó rất là nặng, nó đòi hỏi bạn phải cần thời gian tập luyện chăm chỉ rất là lâu, không thể nào một sớm một chiều. Muốn đẹp là phải tập luyện. Đừng bị mắc kẹt với vấn đề low carb và yếu ớt khi tập mấy cái cục tạ nhỏ xíu như thế này nha. Rồi, hãy tập lên, hãy tập chăm chỉ, tập tăng dần mức tạ nặng lên, bạn sẽ đẹp được. Còn nếu mà bạn chưa biết cách tập, chưa có chương trình định tập ăn uống, cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Ra Làm Fitness. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Ra Làm Fitness cùng với Yuni.